kho rồi nha cả nhà, mít kho chay. Rồi mít mình nó đang vàng chín rồi. Rất là ngon. Mít này mới đầu gọt vỏ vậy nha cả nhà. Gọt vỏ gì vậy. Cái cây cùi già. Rồi chiên. Chiên xong rồi bỏ vô cái nồi một lớp xả, một lớp mít, lớp xả lớp mít. Rồi đổ nước dừa với nước tương với đường một ngọt cho nó ngập. Rồi kho hai nước như vậy là nó liệu như là kho tàu, giống như kho tàu vậy đó. Rồi vậy là mình ăn được. Còn nếu các bạn còn không biết kho thì các bạn comment cho mình chỉ rõ hơn. Rất là ngon. Ở đây mình để măng hôm qua là cả nhà, cục măng sót lại này. Sót lại sau ngày Tết. Thực là 3-1 mình xào mắm ruốc. Bây giờ mình tắt nha, để lại một chút. Bỏ thêm miếng ớt nó rất là ngon, khỏi ớt cũng được.